Em chào các bác nhá, lại là em đây. Em lại đang ở trong rừng để hái thuốc rồi. Đấy, hôm nay thì em hái cây thuốc về để đắp xương khớp thôi. Tại vì là em còn vẫn thiếu vị này. Bài thuốc xương khớp thì bài thuốc đắp thì các bạn biết đấy. Có rất là hiệu quả, có rất là nhiều người dùng. Cho nên là lúc nào em cũng đi lấy cây thuốc đắp các bạn ạ. Đây, cây này thì em đã giới thiệu với các bạn rồi. Em cũng đã lấy cây con về trồng rồi. Tuy nhiên là những cây mà em đi lấy á thì nó là ở núi đồi các bạn nhé. Còn cây này em lấy ở núi đá. Cây này là ở núi đá. Cây này gọi là cây đu đủ rừng hay gọi là cây thông thảo. Đu đủ gai. Lá nó như lá đu đủ ấy. Nhưng mà nó không có quả như quả đu đủ đâu. Cây này thì nó có hai loại. Một loại là như em hay đi lấy, em mang về trồng, nó xanh, là nó ở trong núi đồi. Còn cái loại này, đây ạ, nha, để em cho các bạn xem nha. Tại vì cây này nó khá to, cây này thì nó cứ ba đời nay rồi. Em chỉ lấy lá của nó thôi là một số người thì lại không biết lại đi chặt về cho trâu ăn. Đây các bạn. Ôi cái gai nó sắc quá, em bỏ bao tay ra. Tại em bỏ bao tay ra để em cầm điện thoại. Đau quá, gai chọc cho đau quá. Đây các bạn. Bạn nhìn thấy nó khác ở điểm nào? Đây này, cái này. Đó. Cái này gọi là cây đỏ nha các bạn nha. Nó không đỏ đâu, nó chỉ khác cây kia. Theo mà mình phân tích bằng mắt thường ấy thì nó không phải đỏ đâu. Gọi là cây đỏ nhưng nó không đỏ chót các bạn nhé. Nó chỉ khác cái cây ở trong kia là cây ở trong núi đồi là nó trắng bóp thôi. Còn cây này nó sẽ nâu nâu kiểu này. Và cái người đâu quá, các ông lang bà mế thì họ thường hay gọi là cây này là cây đỏ. Và cây đỏ này, cây hoa đu đủ được rực này, cây hoa đu đủ rừng này. Cây đu đủ rừng này là cây đu đủ gai này thì có rất là nhiều tác dụng. Tác dụng rất là tốt trong bài thuốc xương khớp. Các bạn có thể dùng lá nó để đắp này, dùng lá nó để tắm này. Đấy, đắp là đắp xương khớp này, đắp gáy chân này, đắp dập nát, nói chung là những cái vấn đề về xương khớp nhá. Là dùng có cây này để đắp này, dùng lá non của nó. Đây, lá bánh tẻ này, lá non này, này em chặt này. Bởi vì cây này có khá nhiều, em lấy được bằng này. Đây, các bạn sẽ lấy những cái lá này về. Các bạn lấy cái lá này về, các bạn rã nát ra. Các bạn kết hợp với cây tắc kè đá này. Cây tắc kè đá ở đâu ở trên này á. Cây tắc kè đá này. Và những cái vị thuốc xương khớp. Còn em thì em sẽ không chia sẻ được hết cho các bạn. Tại vì bài thuốc đắp của em nha các bạn nha. Ngoài những cây thuốc này ra này, có cây tràm tím này, cây đu đủ rừng này, cây đây, cây này nữa này, cây ba, cây tham tràng này nữa này. Đấy. Có cây này nữa này. Và cái si này, nói chung là rất là nhiều cây thuốc. Bài thuốc đắp của em thì nó rất là nhiều cây thuốc. Em gặp cây nào sẽ em lấy cái lấy. Và tùy những trường hợp, nếu mà các bạn bị gãy xương này, các bạn bó xương này, hoặc là bây giờ là các bạn đắp xương, các bạn đắp ấy, thì em sẽ lấy cho các bạn. Em gặp cây thuốc nào là cây thuốc đấy. Nhưng mà trong cái bài thuốc đắp của em ít nhất là mười mấy vị thuốc luôn các bạn ạ. Em còn có một loại bột nữa để em pha vào để các bạn đắp nữa, các bạn sao lên các bạn đắp nữa. Cho nên là cái bài thuốc đắp của em nó, tại sao nó rất là hiệu quả, là khi mà các bạn bị đau chân này, các bạn bị sưng chân này, các bạn bị gai gót chân này, tất cả những cái vấn đề ở ngoài em đều cho các bạn đắp hết. Và các bạn, tất cả những cái bác mà bị có tuổi 70 tuổi, 82 tuổi, 90 tuổi, em vẫn lấy cho các ông bà. Biết tại sao không ạ? Tại vì em có bài thuốc đắp của em cực kỳ hiệu quả. Chỉ cần các bạn kiên trì thôi ạ, kiên trì sử dụng cho bệnh nhân thôi ạ, họ sẽ rất là hiệu quả. Thậm chí là có người bại liệt rồi, có người không đi được nữa, nhưng mà họ đắp thì vẫn hiệu quả. Vì sao? Vì có rất là nhiều cây thuốc quý. Và dùng những cái lá thuốc này, như em đây này, mình sẽ lấy những cái lá này này. Đây này các bạn. Đấy. Đây cái cây này. Cái này em giới thiệu với các bạn rồi nhá, cây ba lá đấy nhá. Này, nó xinh xinh này. Ngoài ra em đang nói về cây thông thảo này thì em cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bạn có thể dùng cái thân của nó. Nhưng mà và đặc biệt cây đỏ này, các bạn lấy cái rễ của nó về kết hợp trong bài thuốc uống rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nhưng mà em nói thật với các bạn là cái này không lấy rễ được đâu. Đấy. Các bạn tưởng là những cây thuốc quý ở trong rừng là rễ à? Các bạn nhìn thấy này, đá này. Đá này. Em đứng vào một cái hùm ở đây này.
Đấy. Gì mà lấy được dế của nó, dế không, dế không lấy được cái dế của nó, nhưng mà đấy cũng là một cái điều may mắn. Vì cái thứ nhất là nếu mà không lấy dế được của nó thì nó sẽ không bị tuyệt chủng được, không ạ? Chứ còn đây này, ở đây có khá nhiều cây này, ở đây có mấy khá nhiều cây này mà các bạn nhìn thấy chưa, nó như cái vết nó bị chặt chưa, đây này, nó bị chặt này. Nó bị chặt chứ không phải là tự dưng nó thế nhá, nếu mà nó to cao như cái cây ở trên kia cơ. Tại sao nó bị chặt? Tại vì là người ta lấy về chăn trâu á, họ có biết gì đâu, họ không biết họ lấy về chăn trâu mà. Đến khi đấy, khi em lấy thuốc cho những cái người á, em lấy đi cho họ, họ bảo ô cái này ta đi chặt về chăn trâu mà, thì họ đâu có biết đâu, họ cũng không làm thuốc thì họ nghiên cứu thì họ không biết. Nhưng mà thực ra nó rất là tốt trong bài thuốc đắp các bạn nhá. Đấy, các bạn mà tê bì các kiểu là ấy cho con ong, trời ơi con này giật cả mình, một con ong nó vây một phát vào mặt em các bạn ạ. À, thế là thì trong bài thuốc đắp thì nó rất là tuyệt vời, còn lấy được cái dế nó thì càng tuyệt vời hơn. Tuy nhiên không lấy dế được nó cũng là một cái điều thuận lợi là nó sẽ tồn tại ở đây mãi và nó không chết được. Chẳng ai người ta đi chặt cái cây này làm củi cả, bởi vì cây này nó rất là mềm các bạn ạ, cây này nó rất là mềm, không làm củi đâu. Đấy, dùng dế của nó đấy, sau uống. Còn em thì toàn dùng trong bài thuốc đắp đâu. Đây, sáng nay thì em đi lấy được đây các bạn này, chưa cho vào túi nhá các bạn nhé. Đây em đi núi đá các bạn ạ. Hôm nay đi vào núi đá đây. Núi đá ở kia vào gió. Có tiếng dê, tiếng trâu ở đấy rồi. Hai bạn hậu vệ của em vẫn ngồi ở dưới này. Tí nữa nó mà phi đi thì thôi rồi. Vào đây rất là nguy hiểm. Cái này còn khá nhiều, khá to nhưng mà không cần phải lấy nhiều đâu. Cái này chủ yếu là mình dùng tươi thôi, không cần phải dùng khô nhiều. Mà có hai loại nha các bạn nhé. Cái loại xanh mà ở núi đồi kia vẫn dùng, em vẫn dùng suốt, nó cũng rất là tốt. Đấy. Trong bài thuốc đắp thì rất là tuyệt vời. Mà em đi lấy thuốc thì kiểu như là hôm nào cũng đi lấy thuốc rồi, em chia sẻ bài thuốc cho các bạn thì cũng chỉ là chia sẻ cho các bạn để các bạn tham khảo, các bạn biết thêm cây này thôi, chứ em thì hay đi lấy thuốc lặp lại, bởi vì mình không phải, em không phải là cái người mà đi giới thiệu cây thảo dược đâu, mà em là thầy thuốc rồi. Em là thầy thuốc thì em đi hai thuốc thì em chia sẻ với các bạn thôi, chứ không hôm nào cũng phải lấy cây này, hôm nay lấy cây khác rồi. Đây chỉ có cây này là em lấy cây này, cây này về đắp đây, thuốc đắp đây. Ôi bài thuốc đắp thích lắm các bạn, mà đang bị đau nhất, các bạn nào mà bị cứ bạn nào mà bị đau, các bạn nào mà bị vấn đề về xương khớp ấy thì các bạn liên hệ với em lấy cho các bạn bài thuốc đắp này, nó rất là hiệu quả, dễ chịu. Còn các bạn phải xác định rằng nếu mà các bạn đã bị xương khớp thì nếu mà còn bé thì không sao, nó nhức mỏi thì ngâm, thì nó cái này cũng có thể ngâm được, có thể tắm được các bạn nhé. Tất cả những cái thuốc này đều ngâm để tắm được hết. Cái bài thuốc mà em lấy cho các bạn để đắp ấy thì các bạn có thể đun tắm được, ngâm được, không sao cả. Bởi vì nó các bạn dùng ngoài da, các bạn chỉ được dùng ngoài da, các bạn không được uống là được. Cái nào em bảo uống thì các bạn uống, còn cái nào không uống thì các bạn dùng ngoài da, các bạn dùng thoải mái không sao cả, không việc gì cả. Nhưng mà các bạn tắm, đun tắm thì các bạn chú ý không được tắm đến 40 phút đầu, chỉ có 25 đến 30 phút thôi. Nhưng cái thuốc này nó có dược tính, nó có dược liệu, có nhiều cây, nó có tinh dầu, nó ngấm vào người, nó sẽ ngấm vào người sẽ ảnh hưởng, cho nên không được tắm lâu, không được ngâm lâu. Đấy. Đây này các bạn, còn ngoài ra thì em đang đứng ở đây thì em tranh thủ em cũng lấy một nắm rau buổi trưa ăn. Đây các bạn nào, ơi các bạn thấy đẹp chưa, đây rau gì đây, ngon chưa. Ở rừng nó được cái là nghèo các bạn ạ, vất vả, nhưng mà được đổi lại một cái là trong sạch, không khí trong sạch, thức ăn cũng sạch, cho nên là cái gì nó cũng sạch, tâm hồn nó cũng sạch luôn. Đây ạ, đây là cây rau giảo cổ lam các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy ngon không? Cái này thì mang về nấu canh. Cái giảo cổ lam này nó rất là tốt cho sức khỏe rồi. Nó gọi là cây trường thọ mà em giới thiệu với các bạn nhiều rồi. Tuy nhiên, cây này dùng để làm ăn, để ăn thôi các bạn nhé. Cây này không phải là dùng để chữa bệnh. Cây chữa bệnh là cây giảo cổ lam 5 lá. Nó bé tí kia, còn cây kia ngũ diệp sâm kia nó mới là hiệu quả. Còn cây này thì các bạn chỉ ăn thôi, ăn nó là mát cho các bạn thôi. Nhưng các bạn bị men gan cao này, huyết áp cao này, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ thì các bạn ăn cái này thường xuyên nó sẽ rất là tốt cho các bạn nhá. Trong bài thuốc giảm béo của em cũng có giảm cổ lam, nhưng mà không phải cái giảm cổ lam này, cái giảm cổ lam bé em hay đi lấy. Đấy, cái này thì mang về để nấu ăn này. Đây các bạn mang nấu các bạn nấu một nồi xương nhá, xong các bạn nấu canh, các bạn thả cái này xuống ăn này, hoặc là các bạn không có xương chẳng hạn, các bạn là người ăn chay chẳng hạn, như các thầy chùa của em ấy ạ, như các thầy chùa của em ăn chay thì thầy chùa chỉ cần nấu mì tôm lên thả xuống thế thôi, nó rất là tốt. Cái giảo cổ lam này thì rất là nhiều, chú em thì cái giảo cổ lam này nó là bạt ngàn rồi các bạn, nó là bạt ngàn rồi. Đây toàn giảo cổ lam, cho nên em lấy lúc nào cũng được, tuy nhiên là em bận thôi.
Tuy nhiên là em bận một chút thôi, chứ còn bây giờ mà các bạn bảo em đi hái cho các bạn một bao này để về các bạn ăn, để tủ lạnh ăn dần thì em cũng không có thời gian đâu. Em, các bạn biết đấy, bận lắm, không có thời gian tí nào cả luôn. Bây giờ vào đến đây thôi, nhưng ở nhà bây giờ hiện tại là còn có 60 cân ngũ gia bì gai. À, tiện đây em bảo nhá, nếu mà bạn nào vào xem video của em mà đã dặn em lấy ngũ gia bì gai ấy, thì là em có rồi đấy nhá. Củ ngũ gia bì gai hôm qua em vừa nhập về 60 cân, em chưa rửa, đang ở nhà. Và chút nữa em về em sẽ rửa và em sẽ trả đơn cho bác nào mà bảo lấy 50 cân ạ, để các bạn mang về ngâm rượu hoặc là các bạn uống là tùy các bạn ạ. Thì về em sẽ lấy cho các bạn nha. Còn còn ở đây không có cây ngũ gia bì gai, bởi vì ngũ gia bì gai thì người ta cũng phải đi tận núi đá. Người ta đi tít trên kia kìa các bạn ơi, người ta đi tít trên kia kìa, ở trên tít tít bên kia mới có ạ. Người ta đánh về cây ngũ gia bì gai của em cũng không lấy ở khe suối, cũng không lấy ở cái núi đất đâu, em chỉ lấy ở núi đá thôi. Khi mà các bạn mang về các bạn dùng thì biết nó rất là già và nó rất là đẹp, một cây có thể lấy được mấy chục cân cơ. Nhưng mà cái đấy mình không lấy được, mình phải lấy lại với người ta. Chứ còn tầm cỡ như em thì thịt thì đầy đó, mỡ thì đầy đó, nhưng mà lên tận chân chân tít đi kìa, đồi trên kia qua bên kia kìa, đi bộ cả gần chục cây số để mà gánh về thì cũng mà chết. Thế là em không đi đâu. Em không lấy đâu, phải lấy lại cho người ta, lấy lại cho họ, lấy lại cho á. Nên là em có rồi, ở nhà em có rồi, rất là nhiều luôn, rất là đẹp luôn. Chút nữa về em có thời gian em rửa thì em sẽ quay cho các bạn xem. Còn à, cái này là cây quả dướng này thôi, hôm nào chia sẻ quả dướng, năm nay em không lấy được, tí nào em không chia sẻ được. Còn em thì đây này, em nhìn thấy cái gì các bạn biết không? Thế đang đứng ở đây mà cái ngọn dạo cổ lam đẹp quá. Ui cái này ăn thì tuyệt luôn, không phải nói, không phải bàn luôn đây. À các bạn, ngọn của nó này, rau sạch luôn. Đấy, ở vùng núi nó như thế đấy các bạn ạ, nghèo thật đấy. Thiếu thốn thật đấy, nhưng mà nó đổi lại nó được cái là trong sạch, cái gì nó cũng có A và có B đúng không các bạn. Em thì bạn bè của em lúc nào cũng khuyên em đi về thành phố ở, không ở rừng nữa, thấy em khổ quá, thấy em khổ quá. Nhưng mà con người ấy mà không khổ sở không ấy thì làm sao ấy được đúng không các bạn. Khi mình sinh ra ở một cái gia đình nghèo, đông đông con, gia đình nghèo đông con dân tộc ở vùng thiểu số ở vùng núi, thì mình đi lên từ hai bàn tay trắng thì mình cũng phải nghèo thôi, mình cũng phải chấp nhận thôi, chứ mình không như các bạn ở phố, nghèo thì vẫn phải chấp nhận. Nhưng mà được cái là em nghèo nhưng em lại được sinh ra trong một cái dòng họ làm thầy, một cái gia truyền làm thầy. Và bản thân em thì được học lại từ những cây thuốc quý. Nếu ngày xưa mà em chịu khó thì bây giờ em không, bây giờ chắc là em biết nhiều cây thuốc lắm, biết nhiều vài thuốc hay lắm đấy các bạn ạ. Nhưng tại ngày xưa em còn bé, em lười học, em không học đâu, nên em không biết đâu. Em bây giờ em vẫn phải học suốt đấy các bạn ạ. Chữa bệnh cho các bác nhiều khi cũng đau đầu lắm ạ. Lúc nào cũng phải nghiên cứu vài thuốc ạ. À vậy thôi, em chia sẻ với các bạn vậy thôi nhá. Ở chỗ các bạn mà có cái đu đủ này này, cái đu đủ rừng này này, thì các bạn lấy cái lá của nó về tắm cũng tốt mà. Nhức mỏi là tắm là sướng lắm, đắp sướng lắm. Nhưng em chỉ dùng trong bài thuốc đắp thôi, bởi vì mùa này em ít khi dùng bài thuốc tắm, trừ khi là những ai bị bại liệt, bị nằm liệt giường ấy, thì em mới hướng dẫn cho người nhà để đun tắm thôi các bạn ạ. Nhưng mà tắm thì rất là dễ chịu luôn, rất là mát luôn, ngấm luôn. Vậy thôi, em chào các bạn nhé.